Máy thực phẩm Việt Mỹ xin kính chào quý khách. Đối với các hộ kinh doanh giò chả hiện nay thì khuôn làm giò chả là một dụng cụ không thể thiếu để tạo nên thành phẩm giò chả chất lượng. Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều nhà cung cấp khuôn làm giò chả. Chính vì chất lượng và mẫu mã đa dạng sẽ khiến quý khách khó có thể chọn lựa được sản phẩm tốt và phù hợp để dùng cho công việc kinh doanh của mình. Việt Mỹ đã phân phối chủ yếu hai mẫu khuôn, loại 1 kg có giá bán là 70.000 và loại 0,5 kg có giá bán là 60.000. Sau đây Việt Mỹ sẽ chia sẻ kinh nghiệm mà những hộ đầu tư kinh doanh chưa tìm hiểu kỹ sẽ gặp phải khó khăn khi đầu tư khuôn làm giò chả khi bắt đầu với nghề làm giò chả. Với mẫu khuôn làm giò chả của Việt Mỹ, quý khách có thể thấy khuôn của chúng tôi làm rất chắc chắn, cẩn thận với từng chi tiết. Còn đối với mẫu hàng thường thì khuôn được làm rất sơ sài và mỏng manh. Việt Mỹ tự hào là nhà cung cấp cho rất nhiều hộ kinh doanh nổi tiếng trong hàng giò chả ước lễ. So sánh về trọng lượng khuôn của Việt Mỹ sẽ thấy trực tiếp khuôn của Việt Mỹ chắc chắn và nặng hơn khuôn giá rẻ rất nhiều. Mẫu khuôn 1 kg của chúng tôi là xấp xỉ 500g và 350g cho mẫu 0,5 kg, hoàn toàn vượt trội so với mẫu khuôn hàng chợ mỏng manh chỉ là 200g và 300g. Trước hết, tôi xin nói về nắp khuôn. Với nắp khuôn của Việt Mỹ được chúng tôi gia công ép khuôn thủy lực với nguyên tấm inox cho nắp khuôn chắc chắn và đồng nhất. Còn với nắp khuôn hàng chợ thì khuôn được gia công bằng cách ép các tấm inox lại, sau đó gò thủ công dẫn đến nắp khuôn không đồng nhất. Không chỉ thế, đoạn ghép nối còn để lại các cạnh sắc rất nhọn và nguy hiểm, dùng lâu dài sẽ dễ bị bung mép gò. Về độ dày nắp khuôn thì sản phẩm của Việt Mỹ chúng tôi hoàn toàn vượt trội. Về đai khuôn, với hàng thường được gia công rất sơ sài, inox cũng rất là mỏng manh, dùng một thời gian sẽ bị biến dạng hoặc bị bung mối hàn. Còn đối với hàng của Việt Mỹ thì chúng tôi sử dụng inox nguyên tấm cắt CNC, gọn gàng và xử lý chắc chắn cho độ bền tối đa. Bằng cảm quan, quý khách có thể so sánh chân thực nhất. Về thân của khuôn, Việt Mỹ đã nghiên cứu chi tiết và sử dụng inox có độ dày phù hợp, không quá mỏng khiến dễ bị móp méo, cũng không quá dày rất khó sử dụng và khó co giãn khi cho mọc vào khuôn. Còn hàng thường thì thân khuôn mỏng manh, rất dễ móp méo trong quá trình sử dụng. Khi hấp các khuôn giò sẽ không được đẹp mắt và đồng nhất, dẫn đến mất thẩm mỹ. Và để so sánh mẫu khuôn hiện tại này của Việt Mỹ thì nhiều khách hàng đã đang tìm hiểu mua mẫu khuôn cũ dạng đai cài ngày xưa, hầu như còn rất ít hộ kinh doanh sử dụng mà đã đổi qua các sản phẩm khuôn hiện đại này. Bởi vì mẫu khuôn đó rất khó sử dụng và bất tiện. Với mẫu cũ này thì khi hấp giò xong thì khách sẽ phải đợi muộn mới có thể lấy được khuôn giò chả ra, vì giò nóng sẽ rất khó lấy ra khỏi khuôn, rất mất thời gian so với mẫu khuôn Việt Mỹ. Khi sử dụng khuôn nắp tiện lợi này của chúng tôi, quý có thể lấy ngay ra khi vừa hấp xong, cực kỳ tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Sẽ rất bất tiện nếu là hộ kinh doanh sản xuất số lượng giò chả lớn mà khi hấp xong đợi muộn để lấy giò ra thì có lẽ quý khách nên cân nhắc trước khi đầu tư. Máy thực phẩm Việt Mỹ tự hào là nhà cung cấp khuôn làm giò chả cho rất nhiều hộ kinh doanh giò chả chuyên nghiệp trên cả nước, đã được rất nhiều khách hàng quan tâm, tin tưởng, ủng hộ trong nhiều năm qua. Không chỉ khách hàng sau khi sử dụng hàng quá chất lượng mà còn là cầu nối giới thiệu sản phẩm cho bạn bè, gia đình cùng sử dụng khuôn giò chả chất lượng cao của Việt Mỹ. Với tính tiện dụng và chất lượng như trên, hy vọng sản phẩm của Việt Mỹ chúng tôi có thể đồng hành cùng với quý khách hàng trong thời gian sắp tới. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ số hotline 0906 224 288 để chúng tôi tư vấn tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.